Dạ, xin kính chào quý bà con cô bác trên kênh của Dung Gian Dung Vẻ. Thì hôm nay Dung từ sáng giờ là Dung nhận được mấy cuộc điện thoại mà nó gọi như là cái có một cái nhóm Dung nghĩ là lừa đảo rất là chuyên nghiệp và rất là tinh vi. Và sáng giờ thì Dung nghe ra là 5 cuộc điện thoại, nhưng mà có 2 cuộc điện thoại trước Dung ghẹo ta thôi chứ Dung không có quay lại. Nhưng mà tới lúc mà vẫn cứ 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 lừa đảo tiếp, cứ 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 kết nối như vậy đó, thì Dung mới nghĩ ra là Dung sẽ quay lại để cũng như là để cho quý bà con cô bác ai mình thuận duyên mình có thể nghe, để mình có thể tránh được những cái lừa đảo như vậy. Và thực sự đây là một cái lừa đảo mà Dung nghĩ rằng có một cái tổ chức cũng như là một cái gọi như là lừa đảo mà có kiến thức á, có nghĩa là người ta nói nó rất là tinh vi và nó rất là logic với nhau. Nếu như mà ai mà yếu bóng vía một cái thì Dung nghĩ rằng sẽ bị người ta lừa và sẽ chuyển khoản trả tiền cho người ta. Thì Dung quay lại và Dung có làm tiếp những Dung có quay lại và Dung sẽ nối tiếp cái clip này ở đây để quý bà con cô bác cùng nghe. Và Dung hy vọng rằng mọi người có thể nghe hết clip này để xem coi cái thủ đoạn của người ta như thế nào, cũng như là cái hành vi của người ta, cái lối dẫn chuyện của người ta như thế nào, để mọi người có thể rút ra được cái kinh nghiệm cũng như là để tránh bị lừa gạt á. Thì Dung rất là cảm ơn quý bà con cô bác và bây giờ thì sẽ đi vào clip nhé. Rồi bây giờ anh Quang anh lại gọi lại cho Dung rồi cả nha. Alo. Dạ vâng, Dung đây ạ. Alo. Dạ, Dung đây ạ. Vâng, chào chị nhé. Tôi là cấp trên của đồng chí Nguyễn Minh Quang, vừa thông báo sự việc cho chị đấy. Chị đã nắm rõ được sự việc chưa chị? Dạ, em rõ rồi anh. Chị rõ sự việc là như nào chị? Thì anh báo em là có cái tai nạn gì đó, rồi có cái gì đó, rồi em bị phạt hai mấy triệu gì đó, mà trong khi đó em không có làm cái chuyện đó anh. Rồi, chị bảo là chị không làm chuyện đó vào ngày ở thành phố Đà Nẵng đúng không? Chị không ra Đà Nẵng gây tai nạn đúng không chị? Dạ đúng rồi em. Rồi, thế bây giờ ngày đó chị không gây ra tai nạn. Bây giờ hiện tại đó là chúng tôi đang nghi ngờ là cái thông tin cá nhân của chị đã bị rò rỉ, để cái đối tượng này đã mua lại được thông tin cá nhân của chị và sau đó lại làm hợp đồng trên xe và gây tai nạn nhé. Dạ, chúng dạ. Chúng ta nắm rõ sự việc chưa? Dạ, dạ rõ ạ. Rồi, thì chị đang ở đâu có ổn đây chị? Dạ em đang ở nhà. Bình Nguyên tắt giùm mẹ cái tivi Bình Nguyên ơi. Dạ rồi em nói đi ạ. Rồi thì báo cáo với chị ấy, là hiện tại bây giờ ấy, là chúng tôi liên hệ với chị để xác minh tổng tổng vấn đề này, để xem ai đã sử dụng cái thông tin cá nhân của chị để thuê cái xe này và gây tai nạn, sau đó tìm rõ cái người này và ngăn chặn người đó lại, để không sử dụng cái thông tin cá nhân của chị là sử dụng vào một mục đích khác và việc hành vi vi phạm pháp luật khác. Dạ. Sau đó chị sẽ phải chịu trách nhiệm. Chị nghe rõ không? Dạ dạ rõ. Rồi, thế đồng chí Nguyễn Minh Quang vừa nãy chỉ vài sự việc cho chị, có chỗ chị nào chị chưa hiểu không? Em không hiểu là tại sao em lại bị người ta làm cái thông tin như vậy á, với lại văn bản anh nói là anh gửi cho em 3 lần á mà em đâu có nhận được cái văn bản nào đâu anh. Rồi, báo cáo với chị ấy, là chúng tôi gửi cho chị 3 lần cái biên lai đóng phạt. À, chúng tôi gửi 3 lần rồi mà chị không phản hồi nên chúng tôi trực tiếp phải liên hệ với chị. À dạ. Rồi, thì hôm nay hạn cuối cùng rồi, chúng tôi không thấy chị lên thanh toán cái biên lai này. Thì chúng tôi liên hệ trực tiếp với chị để giúp chị làm sáng tỏ sự việc này. Vì theo như chị vừa nãy chị khai báo với tôi đây ấy, là chị không ra Đà Nẵng gây tai nạn. Và chúng tôi đang nghi ngờ chị là bị dò dỉ cái thông tin ở một phương diện nào đó. Cái đối tượng này đã mua lại được thông tin cá nhân của chị và thuê cái xe này vào gây tai nạn. Dạ. Chị nghe rõ không ạ? Dạ em nghe rõ. Thế cái sự việc tai nạn, rồi thế cái sự việc tai nạn đấy thì đồng chí Quang vừa nãy đã trình bày cho chị chưa? Chị đã nắm được chưa? Mức phạt bao nhiêu tiền chị đã nắm được chưa? Có cần tôi phải trình bày lại không? Dạ anh nói lại giùm em được không anh? Chứ em nghe xong em cũng bị run quá, em quên mất anh. Rồi, yeah, bây giờ tôi sẽ trình bày lại sự việc cho chị để chị nắm rõ hơn nhá. Dạ, dạ. Ừ, trước khi làm việc với chị thì tôi giới thiệu, tôi là Thượng úy Nguyễn Thái Sơn. Dạ. Chị nghe được chưa? Dạ, dạ rồi anh. Thượng úy Nguyễn Thái Sơn, số dạ. Thành Ngành 138257.
Dạ. Anh là bên rồi. Bên phía công an Đà Nẵng luôn hả anh? Không, tôi đang công tác tại cục quản lý giao thông đường bộ nhé. Dạ. Và tôi đang công tác tại cục quản lý giao thông đường bộ. Dạ. Yeah. Và chị ghi được chưa? Dạ rồi, em chào anh Sơn. Dạ em ghi rồi ạ. Vâng, thì báo cáo với chị này là hiện tại chị có một cái biên live vi phạm giao thông chưa đóng phạt đấy, hôm nay hạn cuối cùng nên chúng tôi liên hệ trực tiếp với chị đấy. Thì vào ngày 20 tháng 9 năm 2022 thì theo biên bản là chị có thuê một cái chiếc xe Toyota 7 chỗ màu đen để kiểm soát 43A16823 lưu thông trên tuyến đường Điện Biên Phủ giao nhau với Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đấy, anh chị không tuân thủ luật giao thông, vượt đèn đỏ và chạm với một người đi bộ. Đấy, anh chị không dừng lại mà giải quyết rồi khỏi hiện trường. Theo công an điều tra thì anh chị có hành vi trốn tránh trách nhiệm và đưa ra mức phạt là 27.800.000 đồng và treo bằng 24 tháng. Hôm nay ngày 22 tháng 10 là hạn nộp cuối cùng, nếu anh chị không xử lý thì chị sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chị Dung đã nắm rõ sự việc chưa? Dạ nghe rõ ạ. Rồi, thì theo chị vừa trình bày với tôi là ngày đó là chị không ở Đà Nẵng mà cũng không gây tai nạn đúng không? Dạ đúng rồi anh. Rồi, thì báo cáo chị là các đồng chí công an điều tra làm việc với chủ xe thì chủ xe có đưa ra hợp đồng thuê xe được đăng ký trên thông tin cá nhân của chị đây. Đấy, và có ở trong biên lai đây, tôi xin xác minh lại một lần nữa, chị là Bùi Thị Dung, chị sinh ngày 17/11/1985. Dạ đúng. Chị đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ đúng rồi. Và số chứng minh thư của chị là 025395749 chị nhé. Dạ đúng anh, số chứng minh đúng rồi anh. Rồi, báo cáo với chị là chúng tôi đang nghi ngờ chị là bị dò dỉ thông tin ở một phương tiện nào có thể đối tượng là không phải thông tin cá nhân của chị và do đó thực hiện thuê xe. Tôi thấy là chị là có phải có thông báo không? Dạ em đang nghe ạ. Rồi, chị cho tôi hỏi là trong quá trình sinh sống và làm việc của chị ấy, chị đã từng làm mất chứng minh thư nhân dân hay là cho ai mượn chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của chị chưa? Dạ không cho ai mượn anh, chứng minh lúc nào cũng đem theo anh. Rồi, chị đã cung cấp thông tin cá nhân của chị cho một số cái đơn vị nào đó để giúp chị giải quyết một cá nhân không? Như ví dụ như đi ngân hàng thì cũng phải cung cấp thông tin với anh. Đúng rồi, chị đã cung cấp thông tin cho phía ngân hàng rồi. Để chị cho họ là chị đã từng chụp ảnh cái chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân của chị để xác minh cái ứng dụng trên điện thoại là nào chưa? Dạ không anh, em cũng không có biết xài điện thoại gì, em không có cái gì hết anh. À rồi, thế ngoài chị cung cấp thông tin cá nhân của chị cho phía ngân hàng thì chị đã từng cung cấp thông tin cá nhân của chị để mua hàng trả góp hay là mua hàng online trên mạng không? Dạ không anh, không có mua hàng online hay trả góp gì luôn anh. Mua cái gì đi ra siêu thị mua anh. Rồi, thì báo cáo với chị ấy là chúng tôi hỏi như vậy để chúng tôi xem là thông tin cá nhân của chị bị dò dỉ ở đâu để đối tượng này đã mua là thông tin cá nhân của chị và sau đó thuê xe thực hiện hành vi gây tai nạn và bỏ trốn chị nhé. Dạ, dạ. Rồi, thế bây giờ tôi thấy sự việc nó rất là nghiêm trọng. Bởi vì nếu như mà chị không giải quyết cái sự việc này thì cái đối tượng này có thể sử dụng cái thông tin cá nhân của chị để đi sử dụng vào mục đích khác, thực hiện hành vi vi phạm pháp luật lớn hơn và sau đó chị Dung sẽ phải chịu trách nhiệm. Thì cho nên chúng tôi yêu cầu chị nên khai báo với là các đồng chí ở công an thành phố Đà Nẵng để các đồng chí đấy giúp chị làm sáng tỏ sự việc này để không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của chị. Dạ. Chúng ta nắm rõ sự việc chưa? Dạ em rõ. Rồi bây giờ làm không? Sao anh? Rồi, bây giờ chị có thể đi ra Đà Nẵng khai báo sự việc này và làm việc với các đồng chí ở công an Đà Nẵng không? Thành phố Đà Nẵng ở đồng chí. Em bây giờ công việc ở Sài Gòn mà cũng đâu có dễ xin nghỉ đâu anh. Bây giờ có cách nào để giải quyết nó được không anh? Rồi, nếu như mà hiện tại bây giờ ấy, là chị bắt công việc của chị thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho chị. Chúng tôi sẽ giúp chị mời máy trực tiếp đến công an thành phố Đà Nẵng để chị khai báo các đồng chí. Tôi sẽ hỗ trợ chị. Chị làm việc với các đồng chí giúp chị làm sáng tỏ sự việc này nhé. Được hả anh? Đồng ý anh, bây giờ là được hả? Có nghĩa là anh nối máy với em làm việc với công an thành phố Đà Nẵng luôn hả? Vâng, đúng rồi. Dạ. Thì dạ. Sau đây tôi sẽ cung cấp cho chị một số cái thông tin về sự việc để chị có cái căn cứ và cơ sở pháp lý chị làm việc với các đồng chí chị nhé. Dạ, dạ, dạ. Rồi, chị có thấy bút ở đấy chưa? Dạ, có anh.
rồi. Đấy, chỉ vì chúng tôi là mã biên lai là 004274 rồi. Mã biên lai là 004274, dạ. Đúng rồi. Dạ. Chúng tôi mã biên lai 004274. Dạ, dạ. Chị ghi xong chưa? Dạ rồi anh. Chỉ số dòng của chúng tôi là biển kiểm soát xe ô tô. Dạ. 43A16823. Bao nhiêu anh? 4. Biển kiểm soát ô tô là 43A. 43A. Dạ. 16823. 16823. Dạ. Rồi, ngày gây tai nạn 20 tháng 9 năm 2022. Dạ, dạ. 20 tháng 9 năm 2022. Dạ. Vị trí gây tai nạn. Dạ. Ở đâu anh? Vị trí gây tai nạn. Đường Điện Biên Phủ giao nhau với đường Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trời ơi, cái ngày này em đang ở nước ngoài luôn đó anh. Sao nó vô lý dữ vậy anh, ngày này em đang ở nước ngoài mà. Rồi, tôi biết hiện tại ngày này chị đang ở nước ngoài, nhưng hiện tại ấy, là bây giờ chúng tôi đang nghi ngờ là thông tin cá nhân của chị bị dò dỉ. Dạ, dạ. Và đối tượng này đã sử dụng thông tin của chị để thuê xe. Và bây giờ chị cần phải làm sáng tỏ cái sự việc này. Dạ. Để cái biên lai này sau khi mà chị làm sáng tỏ xong thì chị không phải nộp cái biên lai này nữa. Dạ, dạ. Chị nghe nói chưa? Dạ, em rõ. Ừ, ngày này chị đang ở nước ngoài. Ngày 20 tháng 9 này chị đang ở nước ngoài, chị đang ở nước nào? Dạ, em ở Pháp anh. Chị là công tác ở Pháp à? Dạ vâng. Chị về Việt Nam được bao lâu rồi? Dạ, về mới có mấy ngày thôi anh. Ừ. Chị làm công việc gì mà chị đi Pháp vậy? Dạ, em đi làm cho công ty, nhưng mà công ty ta cho em đi á. À, nghĩa là công ty đều mình đi sang bên đấy. Dạ, vâng. Ờ, à, công tác. Rồi, xong rồi mình lại về Việt Nam đúng không ạ? Vâng, vâng, vâng. Rồi, thì bây giờ ấy, là theo chỉ báo là như vậy, thì chúng tôi chỉ đang nghi ngờ này, chỉ bị đánh cắp thông tin thôi chị nhé. Dạ. Nếu mà trong cái lời khai của chị là làm việc với tôi đây, tôi đã ghi nhận chị không phải là người gây tai nạn rồi, và tôi chỉ nghi ngờ chị bị đánh cắp thông tin thôi, thì chúng tôi cũng đang muốn tìm ra cái người mà giả mạo thông tin của chị và yêu cầu người đó nộp phạt. Chị nhé. Dạ. Rồi, chị ghi được những cái thông tin tôi cho chị, tặng cho chị nhé. Dạ rồi anh. Mã biên lai là 004274, rồi biển số xe là 43A16823, gây tai nạn là ngày 20 tháng 9 năm 2022. Rồi, vị trí gây tai nạn chị? Dạ không nhớ, nãy em nói em run quá, em quên mất rồi. Rồi, chị ghi giúp tôi là đường Điện Biên Phủ giao nhau với đường Nguyễn Tri Phương. Điện Biên Phủ. Chị cứ bình tĩnh nhá. Dạ. Rồi, đường Điện Biên Phủ giao nhau với đường Nguyễn Tri Phương, hiện tại thì không có tội thì không phải sợ. Sợ chứ anh, giờ tự nhiên người ta lấy giả tên mình ta làm rồi sợ chứ anh. Chị đưa, chúng tôi đang giúp chị làm sáng tỏ sự việc này rồi, bởi vì chị cũng có bằng chứng là chị ngày đó chị không ở Đà Nẵng gây tai nạn rồi mà chị nói chị. Dạ dạ dạ. Sao sao các anh ở bên phòng cảnh sát ở Đà Nẵng tốt quá vậy anh? Chứ ở Sài Gòn em mà có tội gì, em mà có phạm luật gì đi lên chửi quá trời luôn, không có ai giúp em vậy đâu. Ừ. Báo cáo với chị đó là hiện tại chúng tôi cũng quản lý giao thông đường bộ liên hệ yêu cầu người dân lên nộp phạt. Hiện tại bây giờ chị đang ở thành phố Hồ Chí Minh, chị cũng không do bận công việc. Dạ. Riêng của chị và công việc gia đình, chị cũng không thể lên trực tiếp trụ sở quan thành phố Đà Nẵng để làm việc chúng tôi được. Thì chúng tôi sẽ hỗ trợ cho chị khai báo các đồng chí làm sáng tỏ sự việc này cho chị. Dạ, 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 em nghe rõ. Rồi, chị ghi được tính đâu rồi? Đường Điện Biên Phủ giao nhau đường Nguyễn Tri Phương chưa chị? Dạ rồi anh. Quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đường Điện Biên Phủ giao nhau đường Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Dạ. Chị ghi được chưa? Dạ rồi anh. Rồi, đấy, sự việc tôi vừa trình bày cho chị và đồng chí qua trình bày cho chị, bây giờ chị đã nắm được trong mắt phải vấn đề gì chưa? Dạ nắm rồi, em nắm rồi. Rồi, vấn đề chị đang mắc phải đây là gì? Rồi, bị người khác làm giả thông tin rồi đang có một cái biên lai bây giờ cần phải giải quyết. Có một cái văn bản cần phải giải quyết. Rồi, và hiện tại bây giờ ấy, chị đang nghi ngờ là có một người khác sắp mua lại thông tin cá nhân của chị để sử dụng cho cái
việc thuê xe và gây tai nạn này, và mong các đồng chí ở thành phố Đà Nẵng giúp chị làm thẳng vào sự việc chị nhé. Dạ. Rồi, thì sau đây chúng tôi sẽ giúp chị nói máy trực tiếp đến công an thành phố Đà Nẵng để chị khai báo với các đồng chí, để các đồng chí làm sáng tỏ sự việc cho chị. Thì trong quá trình làm việc tôi yêu cầu chị tích cực với các đồng chí thành thật khai báo. Thì rồi sau khi tôi giúp chị tôi nói trực tiếp với tổ chuyên án, các đồng chí nghe máy chị trả lời chị câu, và sau đó chị khai báo rõ ràng tên, sau đó chị cung cấp cho các đồng chí về cái thông tin mà tôi vừa cho chị ghi là mã VN line là bây giờ số này anh nối máy cho em gặp luôn đó anh. Đúng rồi, tôi sẽ chuyển vào cuộc gọi này đến công an thành phố Đà Nẵng để chị được làm việc với các đồng chí. Thì khi các đồng chí có hỏi ai đã giúp chị nối máy đến để chị làm việc, thì chị đã báo luôn với các đồng chí là cái đồng chí trung úy Nguyễn Minh Quang vừa nãy là người thụ lý hồ sơ này của chị đã thông báo sự việc này cho chị. Chị ghi cho tôi là có trung úy Nguyễn Minh Quang. Dạ. Vâng, chị ghi cho tôi là trung úy Nguyễn Minh Quang. Dạ rồi. Đang công tác tại cục quản lý giao thông đường bộ số 3. Nhiều quá em không nhớ anh ơi. Từ anh, cục quản lý giao thông đường bộ số 3. Dạ rồi. Có trung úy Nguyễn Minh Quang đang công tác tại cục quản lý giao thông đường bộ số 3 thành phố Đà Nẵng. Dạ. Ghi được chưa? Dạ. Chỗ nào chị ghi được thì chị cứ bảo tôi đọc lại cho chị ghi nhé. Vâng. Anh ơi, chắc ở ngoài anh đẹp trai lắm hả anh? Giọng vừa ngọt ngào vừa giúp đỡ dân, lại còn rất là nhiệt tình nữa anh. Rồi, báo cáo chị ấy, là trong quá trình tôi làm việc với chị đây, thì tôi biên vụ gọi này để phục vụ công tác của tôi. Và những cái lời nói của chị này có hiệu lực pháp lý, mong chị có thật không từ cục đẹp nhất. Em được phép khen công an mà anh, em gặp các anh em cũng khen đẹp trai chứ, tự nhiên cái khen đẹp trai cũng bị nói là sao. Báo cáo chị là chúng tôi đang trong giờ công tác. Vâng. Chị đã ghi được thông tin cá nhân của đồng chí Quang chưa? Dạ em ghi được rồi anh. Chị ghi tên nào rồi? Trung úy Nguyễn Minh Quang, làm việc ở cục cảnh sát giao thông đường bộ số 3. Cục quản lý giao thông đường bộ số 3 nhé, không phải cục cảnh sát chị nhé. Cục quản lý giao thông đường bộ số 3 đã thông báo cho chị về cái sự việc này. Dạ. Đã thông báo cho tôi về sự việc này. Dạ. Yêu cầu các đồng chí tạo được việc giúp đỡ và làm thẳng sự việc cho tôi. Dạ. Yêu cầu các đồng chí tạo được việc giúp đỡ và làm sáng tỏ sự việc này cho tôi. Biết câu này luôn hả anh? Chị đọc sao? Biết cái câu anh vừa đọc này luôn hả anh? Đúng rồi, chị em nhớ rồi, còn cái gì cần lưu ý nữa không anh? Thì xíu nữa em sẽ trình bày anh. Bây giờ còn chị ghi đầy đủ nội dung tôi cung cấp cho chị. Chị phải có cái cơ sở pháp lý để làm việc với đồng chí thì nhé. Vâng. Chị ghi được cái đâu rồi? Yêu cầu các đồng chí giải quyết vụ việc cho tôi. Vâng. Bây giờ chỉ giữ mười máy bên tai, đợi 5 đến 10 giây các đồng chí công an thành phố Đà Nẵng sẽ nhận được cuộc gọi và làm việc với chị. Trong quá trình làm việc với chị, tôi yêu cầu chị là nghiêm túc làm việc với đồng chí, tích cực phối hợp tài khẩn khai báo chị nhé. Vâng. Bây giờ chỉ giữ mười máy bên tai để tôi đổi máy chị nhé. Vâng. Chị nghe rõ không? Dạ nghe rõ ạ. Rồi, chị biết cách khai báo chưa? Khi tôi đổi máy chị đến, chị biết khai báo rồi đúng không? Em đâu biết đâu, thì bên đó người ta hỏi cái gì em trả lời cái đó. Trước khi mà tôi đổi máy cho chị nha, hôm nay là tôi cũng đã dặn chị hỏi khi tôi đổi máy cho chị, các đồng chí nghe máy chị trả đồng chí một đầu, sau đó chị khai báo rõ tên của mình, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, sau đó chị cung cấp cho các đồng chí cái mã biên lai kiểm số xe ngày gây tai nạn, vị trí gây tai nạn. Và bây giờ hiện tại chị báo luôn các đồng chí là chị đang nghi ngờ ông người sử dụng thông tin cá nhân của chị thuê xe này gây tai nạn, và yêu cầu các đồng chí giúp chị làm sáng tỏ sự việc, nghe rõ chưa? Dạ em nghe rõ anh. Chị nắm rõ chưa? Dạ nắm rõ rồi. Anh ơi em tên gì em quên mất rồi anh. Anh ơi anh tên gì em quên mất rồi anh. Tôi là Thượng úy Nguyễn Thái Sơn nha. Dạ đẹp. Chị Nguyễn là Trung úy Nguyễn Minh Quang. Thượng sĩ hả anh? Nãy giờ cái này em chưa ghi. Thượng úy Nguyễn Thái Sơn hả anh? Cấp trên. Đúng rồi. Cấp trên của đồng chí Trung úy Nguyễn Minh Quang ấy. Dạ. Thượng úy là cao hơn Trung úy hả anh?
đúng rồi. Dạ. Chợ Phú Quý cao hơn Trung Quý á. Dạ. Ừ, chị biết cách khai báo rồi đúng không? Thì nối máy xong rồi người ta hỏi gì em nói cái đó. Ừ, người ta hỏi thì chị nói cái đó. Vâng. Chị biết đang mắc, cũng chị đang mắc phải vấn đề gì không? Bị người ta mạo danh rồi bây giờ có cái biên bản, có cái thông báo cần phải giải quyết anh. Ừ. Tôi tóm tắt lại một lần nữa, như hiện tại bây giờ là cái thông tin cá nhân của chị đã bị một đối tượng sử dụng để gây cái thông tin này, và chị cần các đồng chí là báo giúp chị là giám đốc chủ tiệm tại tôi, chị nghe nói chưa? Vâng. Ừ, chị đừng quên cả năm đến một lần rơi các đồng chí sẽ nhận được cuộc gọi và làm việc với chị nhé. Vâng, em cảm ơn anh. Ừ, chị giữ bên máy để tôi nói máy nhé. Vâng, em cảm ơn anh sơn. Đây là công an thành phố Đà Nẵng, cục cảnh sát đang làm việc với người dân như là trường máy xin cảm ơn. Đây là công an thành phố Đà Nẵng, cục cảnh sát đang làm việc với người dân như là trường máy xin cảm ơn. Đang nói máy qua công an. Alo, phòng cảnh sát điều tra lắng nghe đây. Dạ, em chào anh. Rồi, chào chị liên hệ lên muốn chị báo chuyện gì đấy? Anh ơi, hồi nãy có hai anh á, là gọi cho em nói là em có một cái sự việc gì đó gây tai nạn gì ở ngoài Đà Nẵng á, mà em là bị mạo danh á, chứ em không có làm cái việc đó anh. Là cái việc đấy là việc như nào, sự việc như nào, chị trình bày cụ thể rõ ràng cho tôi nghe xem. Dạ thì là cái anh Quang kia anh gọi cho em, anh nói á, là em gây tai nạn rồi có gửi cái biên bản về nhà cho em 3 lần rồi. Rồi em có cái mã biên lai là 004274. Rồi cái biển số xe. Dạ. Anh có thể tra cái biên lai đó ra được không anh? Chị muốn chị báo sự việc như nào thì chị báo cho tôi nghe. Để vấn đề đó. Dạ. Tôi nghĩ chúng giải quyết là xem chị đang vướng mắc vào trường hợp gì nào. Dạ. Còn chị là ai, chị tên đây, chị muốn báo án hay là như nào. Dạ. Chị có đẹp không? Dạ hiểu. Thì cái biển số xe của em á là 43A16823. Rồi cái ngày gây tai nạn. 16823. Dạ. Rồi. Cái ngày gây tai nạn là ngày 20 tháng 9 năm 2022. 20 tháng 9. Nên là có gọi báo với em là có cái biên bản gì đó, ngày hôm nay là ngày cuối cùng để làm việc với lại phía bên chỗ phòng cảnh sát á anh, chỗ phòng giao thông á. Nhưng mà em đâu có cái ngày này, em đâu có ở Việt Nam đâu, em đâu có ở đây đâu anh, và em cũng đâu phải là người. Câu hỏi là mình đang sinh sống và làm việc ở đâu? Dạ em ở Sài Gòn anh. Chị đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Dạ. Cái ngày 20 tháng 9 ngày xảy ra sự việc mà chị vừa trình báo với tôi đây, chị đang dạ. Đi vào đâu? Em ngày đó em đang ở nước ngoài anh. Hiện tại là ngày 20 tháng 9 ngày đấy là chị đang ở nước ngoài, chị không có ở Việt Nam. Dạ đúng rồi anh. Và chị không có đến Đà Nẵng để thuê chiếc xe này và gây tai nạn tại cái tuyến đường mà vừa chị vừa trình báo, đúng không? Nãy giờ em chưa nói với anh là em thuê xe mà anh cũng biết luôn đó hả anh? Là sao thì lấy sao? Ý là nãy giờ em chưa có nói là em không có thuê cái xe này, mà anh cũng biết là em thuê cái xe này rồi em gây tai nạn luôn đó hả? Là hiện tại vừa chị vừa trình báo với tôi như nào? Là cái xe này không phải của chị. Em báo là em báo là em có cái biên bản bị như vậy á, rồi em không có làm việc này á. Thế chị không phải làm việc này thì người khác lấy thông tin ra đây của chị để làm việc này đúng hay không? Ý chị nói là như vậy đúng hay không? Dạ đúng rồi. Rồi, bây giờ lên đây, chị lên đây, chị muốn trình báo cái sự việc này đúng không? Dạ vâng, đúng rồi anh. Tôi thấy cái sự việc kia là còn phải là rất là nghiêm trọng. Yêu cầu chị là cầm theo cái chứng minh nhân dân, căn cước công dân của chị đến trụ sở công an tôi để trình báo sự việc này nha mà. Là giờ em đến đâu anh? Em đến phòng cảnh sát hay là em đến công an anh? Chị thấy không? Bây giờ em đến công an hay là em đến phòng cảnh sát giao thông đường bộ anh? Hiện tại chúng trực tiếp trụ sở công an điều tra chúng tôi để trình báo sự việc này nay, chúng em chỉ biết không?
Anh ơi em hỏi xíu, hồi nãy là em gọi bên bên công an, bên chỗ cái anh bên bên cảnh sát đường bộ gọi cho em, xong rồi chuyển máy qua bên công an thành phố, là hai anh ở chung một đơn vị hả anh? Chị nói sao, chị nói lại, tôi không nghe rõ. Ý là hồi nãy là cái anh bên bên cảnh sát đường bộ với cái anh Sơn đó, với anh là ở chung một đơn vị hả anh? Là sao, chúng tôi là bên phòng cảnh sát điều tra, chị nghe kịp không? Vậy thì sao chuyển máy được anh? Điện thoại trong cơ quan nó nội bộ thì mới chuyển máy được chứ. Nhưng mà chúng tôi là bên phòng cảnh sát điều tra, chị nghe thấy không? Dạ nghe thấy, nhưng mà em đang thắc mắc là tại sao lại chuyển máy được á, tại vì em cũng làm trong văn phòng văn thư của các công ty á, anh em biết là nó phải nội bộ thì mới chuyển máy được á anh, còn hai anh ngồi chung một chỗ. Hiện tại là bên trên, chị nghe nói rõ nhá, là hiện tại là chúng tôi là bên phòng cảnh sát điều tra, chỉ có cơ quan. Chị ơi, chờ gì xíu, con ơi, gì đang giải quyết vụ lừa đảo tí con xíu nữa. Ôi hả, bao nhiêu phút nữa? Tí nữa, chờ tí, 5 phút đi. Alo. Rồi, ok con. Alo. Alo. Dạ. Tại sao chị tắt máy đi đây? Dạ, em sợ em tắt máy anh. Rồi, lý do tại sao chị sợ, chị gặp vấn đề gì sao? Dạ, thì bây giờ nghe có người lừa đảo mình như vậy, mình sợ chứ anh. Ai lừa đảo chị ở đây? Em nghĩ là anh đang lừa đảo em á anh. Em nghĩ là anh đang lừa đảo em á anh. Chị nghe tôi nói nhá, ai lừa đảo chị thông báo tôi để tôi phải các trinh sát xuống đấy để bắt bọn nó chúng lại cho chị. Nghe không, ai lừa đảo chị? Em nghĩ là anh đang lừa đảo em á anh. Chị lớn rồi, tại sao chị em nói như này đây? Dạ em không biết, nhưng mà cái thông tin như vậy là nó rất là sai sự thật á anh. Dạ. Tôi nói như này nhá. Dạ. Tại tôi nói cho chị nghe đây, tôi nghe giọng chị nói rất là có học. Hiểu này chưa, tại sao chị phát âm ra chị tôi như vậy nào? Dạ bây giờ em hỏi anh là phòng cảnh sát với lại công an thành phố có ở chung một chỗ được không anh? Là gì nữa cho? Bây giờ về nguyên tắc khi mà chuyển máy chỉ có chung một cái nội bộ, một cơ quan thì mới chuyển máy xuống cái bộ phận dưới hoặc bộ phận trên được. Không thể nào mà cái anh kia anh đang ở bên cảnh sát cái gì đó giao thông anh chuyển qua bên công an được. Thì em hỏi là hai anh có phải chung một đơn vị không? Chị nói là hiện tại là chị là cũng là một cơ quan nhà nước, cũng là chị làm văn phòng, chị biết đúng không? Vâng. Hiện tại là chúng tôi là bên phòng cảnh sát điều tra, hiểu vấn đề chưa? Thì chỉ có các cơ quan ban ngành có thể chuyển máy để chúng tôi tập nhận được, chị hiểu vấn đề không nào? Dạ không hiểu. Chừng nào mà hai anh ngồi chung một cái tòa nhà làm chung một văn phòng thì mới chuyển máy anh. Còn không thể nào mà bên bên cơ quan này chuyển máy qua cơ quan kia được. Cái nghiệp vụ của chị, chị làm văn phòng thôi, chị không hiểu được nghiệp vụ cơ quan công an chúng tôi làm việc như thế nào, chị có thể chưa? Thôi tóm lại là em rất là, anh ơi, tóm lại là em rất là biết ơn anh đã thông báo cho em biết là có cái vụ lừa đảo như vậy. Chị mà lấy những cái thông tin của người khác mà để đi lừa đảo, mai mốt là nghiệp nó trả anh. Cả đời con cháu nó sẽ bị thế này thế nọ, rồi nó cũng sẽ bị lừa đảo thôi anh nha. Thành ra là đừng có đi lừa đảo nhau. Với lại sống cho nó tốt là đúng rồi. Rồi còn á, dạ em rất là biết ơn anh sáng giờ đã hướng dẫn em. Dạ, em rất là cảm ơn anh nhiều nha. Thì không biết được chị là công an hay không, nhưng hiện tại là chị